Mà nhiều khi thì tôi cũng gửi clip này cho những đứa mà kiểu mà gọi là cái thuộc thể loại mà giang hồ mà gọi thường là ghen ăn tức ở đó, chị cũng biết. Mà thời điểm mà tôi gặp nhiều cái chuyện mà thị phi tai tiếng ngoài đời rất là nhiều những cái chuyện này kia. Mà tôi nói đa số những người mà có tâm ích kỷ, mà có cái tâm mà ganh tị, đố kỵ là những người đã có tương lai không có phát triển. Đôi lúc tôi thấy những người mà đi làm ăn, mà buôn bán thì các anh chị có những người ta muốn an phận thì người ta làm công ty, người ta làm lương ăn tháng á, thì 5-7 triệu người ta an nhàn rồi, tấm thân người ta cũng khỏe, ở 5 giờ 7 giờ người ta đi làm, 5 giờ chiều người ta về người ta cũng khỏe, ta có thời gian cụ thể. Còn vô nghề mà buôn bán kinh doanh rồi này cái kia rồi nó gặp khó khăn cực rất là nhiều, có khi đánh đổi đủ thứ chuyện trên đời rất là nhiều. Ra làm ăn đôi khi phải gặp sự cố này kia, có khi các bạn biết là nhiều khi phải đói bản thân tôi, nhiều khi mà tôi đến 7 giờ sáng tôi đứng trong nắng 7 giờ sáng mà dám tới đứng tới 12 giờ trưa, có khi đứng tới 5 giờ chiều nắng nó chiếu rồi tôi nói ba cái dòng mà cá mắm rồi nó văng vô háng rồi tôi nói chạy muốn lỡ háng lỡ chim, mà nhiều khi nó cực khổ các anh chị không có thấy. Mà đa số có nhiều người nó trời ghen ăn tức ở rồi nói xấu tôi đủ thứ, trời ơi tôi cũng làm như một con trâu như con chó chứ có sướng vui gì đâu. Mà đôi lúc thì các anh chị cũng biết những người mà có tâm đố kỵ, tôi cũng nói luôn là các anh chị cũng biết, các anh chị thấy những người mà thành công, các anh chị làm thấy những người mà có nhà có cửa có xe có tất cả thì các anh chị cũng phải nếu mà các anh chị gố lòng đố kỵ là các anh chị không có thể học được cái gì của người ta. Bây giờ theo lẽ bây giờ các anh chị đi ganh tị với người ta thì các anh chị học thằng đó nó bán cái gì giàu, nó làm cái gì nó khá trong cái chu vi hợp pháp thì nó làm cái đó thì mình học theo nó, mình làm theo nó, mình phải ngưỡng mộ, mình học mình phải tu một cái tâm đó là tâm ngưỡng mộ, tâm học hỏi, mình mới phát triển được bản thân và phát triển cho gia đình mình. Các anh chị cũng biết là nhiều khi mà tôi làm tới phía tới tối mà thời gian rảnh tôi lên livestream để xả stress thì tôi độc thân có mình hết. Mà đôi khi các anh chị cũng biết tôi lựa ốc nhiều cái là cuộc cua, tôi cũng biết xẻ cá, tôi cũng biết cái quần què tôi cũng làm á. Các anh chị cũng biết là làm việc đó các bạn là kinh doanh hải sản làm cực kỳ cực. Nắng chưa chưa còn phải chạy ra kéo cá, ginh cá, lựa đồ, cân đồ. Chứ không phải mà trời ơi, thấy cái này có kia, có nhiều người đổ tâm ganh tị rồi ganh ghét là chọt chẹt đủ thứ thì mệt lắm. Nhiều khi chửi hoài thì cũng mang một cái khẩu nghiệp nặng. Nhưng mà đôi lúc thì tôi cũng phải trầm lắng, tôi nói tất cả các anh chị nào cùng nghe và đã nghe mà chưa nghe. Thí dụ bây giờ á, thằng đó tôi là ngưỡng mộ những người thành công đó nha. Tôi ngưỡng mộ mấy anh mà có nhà, có xe, có sự nghiệp, có tiền tài, có danh vọng, có đủ thứ là tôi phải học. Học cái giỏi, cái hay của người ta và tôi phát triển bản thân tôi. Chứ tôi không bao giờ tôi ngồi ở nhà tôi khởi tâm ích kỷ, khởi tâm ganh tị, khởi tâm mà ghen ăn tức ở rồi tôi hại người ta. Như vậy là tôi đánh đổi cái bản thân mình là đi xuống chứ không đi lên. Cho đôi khi là các anh chị phải học một cái bản tánh, tại vì cái bản tánh nó quyết định cái sự nghiệp. Tôi là cái bản tánh tôi thích hòa nhã và tôi là một con người không phải tốt đẹp, cái quần què tôi cái nào tôi có sao là tôi nói vậy. Cho nên các anh chị có thích thì bấm subscribe, chia sẻ, còn không thích thì thôi. Làm miền Đức vẫn là làm miền Đức và đâu có ảnh hưởng thích chán cơm nhà các bạn, phải không? Bye bye tình yêu.